xin chào các bạn. Hôm nay cũng hơi lâu rồi, mình bận công việc cho nên không có làm video nào hết trơn á. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn là cái bên mình mới lắp xong cái đầu phát 50 kW. Đơn men là 227. Cái này là cái máy này là xài cái mâm bố là mâm bố gai nha các bạn. Kế cái mâm bố gai là mình có cặp thêm vô bánh đà, đó là một cái miếng sắt khoảng 50 kg nữa. Đây cái miếng sắt nằm kế trong cái mâm gai này là nguyên cái miếng này cặp vô bánh đà nó là khoảng 50 kg, để cho khi nếu mà cái máy phát mình có cặp thêm cái bánh đà thêm khoảng 50 kg á, vô tải mình đóng tải á, là cái máy nó rất là nó sẽ giảm cái độ dao động của máy á. Nếu mà mình không có cặp thêm cái bánh đà này thêm 50 kg á, thì khi vô đóng tải á là nó có cái hiện tượng là đóng một cái là cái máy mình nó sẽ xuống máy. Nhưng mà mình đắp thêm cái bánh đà này 50 kg này á, là mình khi mình đóng tải vô nặng á là cái máy nó chỉ dao động nhẹ thôi, chứ nó không có nhiều. Cái đó là bên mình á là cái nào cũng phải bắt buộc phải đắp vô cái bánh đà nó từ 50 kg trở lên, tùy theo cái máy là cái máy lớn hay nhỏ. Còn cái máy này là cái máy phao. Cái máy phao thì cái máy này thì công suất cái máy này tầm 90 HP gì đó. Đây cái này là cái hệ thống làm mát máy. Hệ thống làm mát máy thì mình có lắp bố chấm gung nha các bạn. Đây bố chấm gung đây. Nếu mà các bạn nếu lắp vô mà đây nè. Nếu mà là mình lắp vô mà không có bố chấm gung á là mình chạy khoảng thời gian mình bắt trực tiếp luôn á, chạy khoảng thời gian cỡ vài quận à, là cái nước làm mát này á nó sẽ bị xé những cái chân đây nè, xé những cái chân ống dẫn nước giải nhiệt nè, nó sẽ bị đứt á. Là cái nước này là sẽ không bố chấm gung là không lắp vô đây là mà không có xài được, cho nên là bắt buộc phải lắp bố chấm gung. Đây thì kỹ thuật bên mình cũng đang làm hoàn thiện cái máy này, thì chắc ngày mai là cho máy khởi động rồi giao cho khách luôn. Thì hôm nay mình quay sơ sơ nhiêu thôi, rồi tới ngày mai á khi cho cái máy vận hành rồi á mình sẽ quay kỹ hơn cho các bạn xem. Cái đầu phát này 50 kg này á là mình chạy nó khoảng này 227 ampe, thì mình chạy cái mức an toàn nó thì khoảng chừng
cỡ 160-170 ampere là mình chạy hoài luôn á, rất là bền. Chứ mình đừng chạy, mình đừng có chạy hết cái công suất đó là 227 ampere, mình chạy cỡ chừng 200 là nó cũng hơi quá rồi đó. Cho nên mình chạy khoảng chừng 160-170 ampere là nó tầm khoảng chừng motor mà nếu mà cả 2.2 với 3.0 nếu của Bảo Long ấy ha, thì tại vì Bảo Long là cái motor nó nhẹ điện, thì nó khoảng chừng 14-15 cục á. Cái này thì bên khách hàng mình lắp á là sử dụng cho hai cái ao công nghiệp công nghệ cao, thì nó cái đầu phát này là nó vừa với hai ao luôn đó. Còn đây cái này các bạn, cái này thì cũng đang lắp. Cái này là của động cơ thì của khách hàng mình ha, động cơ của khách hàng, động cơ thì khách hàng đã sử dụng rồi. Còn bên mình là lắp đầu phát này vô với làm dàn chân đấu cách nước. Cái này là cũng đấu liền nha các bạn, xài 400 rung nha, đấu liền luôn chứ không có xài rồi này, là bắt trực tiếp vô trong máy luôn. Cái máy này thì để xong đi, mình sẽ hoàn thiện cái máy này rồi mình cũng sẽ quay video cho các bạn tham khảo. Thôi bữa nay mình quay nhiều thôi ha.